Em Hồng xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác này. Đây là video trong ngày, video kế tiếp. Và sau mạch cưa số 2 thì bên em sẽ tiến hành đến mạch cưa số 3. Và mạch cưa số 3 đã được hoàn thành xong. Và bên em đã được tẩy qua mủ rồi các bác nhá, đã tẩy qua rồi. Và đang tiến hành, các bác thợ đang tiến hành dựng để phơi các bác ạ. Với tấm chiếu cẩm hồng, cốt nàng 2 rất là xa tâm. Mà phải nói là chiều dài 7m70, hai mặt không tí tì vết thì phải nói là rất là hiếm. Và đây là một trong những số, đây là một trong những tấm rất là may mắn được xẻ ra từ cây có chiều dài 7m73 các bác ạ. 7m70 đấy. Phải nói là thẳng suốt 7m70 mà không tí tì vết, với rộng gốc là 2m02, rộng ngọn là 1m87 thì phải nói là quá đặc cấp luôn rồi, đúng không các bác? Vào cái thời điểm hiện tại mà xẻ được những cái cây cẩm hồng mà dài 7m70, mặt rộng 2m mà không tí tì vết thì rất là hiếm luôn rồi, đúng không các bác? Đấy. Tấm này thì phải nói là thẳng băng luôn. Đấy. Không tí tì vết cả hai mặt. Bên em đang cái trong cái quá trình mà dựng phơi đây các bác. Gỗ nhà em dựng phơi tự nhiên nhá. Đấy. Ngoài cẩm hồng ra thì bên em có dòng hương, hương chất đỏ, hương cây cốt chất đỏ các bác ạ. Chất đỏ rất là đẹp, vân veo thì uốn lượn thôi rồi. Đây là gỗ phơi này. Phơi gỗ này. Đấy, thì quay lại cái nhân vật chính của video ngày hôm nay vẫn là em cẩm hồng dài 7m70 thẳng băng luôn, vân veo thì phải nói là kín mặt các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây là gỗ thô nha, nhà em chưa bào hàng, xẻ ra một cái là tẩy qua nó do cái lưỡi cưa hợp kim nó xẻ ra cái mặt cưa nó rất là đen nên bên em đã tẩy qua rồi ấy, mình đã tẩy mủ qua rồi nên là trông nó trắng và nó nổi bật được đường vân. Nhưng nói thật với các bác là riêng hàng này nha, mình cứ phơi khô và lên lót thì thôi rồi, vân veo phải nói là nổi lên cuồn cuộn đấy các bác ạ. Đấy là mặt rộng, và sau đây thì em sẽ đi kích thước mặt nhỏ cho các bác cùng xem. Đây là kích thước mặt nhỏ này. Mặt nhỏ thì một đầu là 1m80, một đầu là 1m67. Đấy. 1m67 và 1m80. 1m67 và 1m80 nhá. Hai mặt không tí tì vết luôn các bác ạ. Nói rất là hiếm luôn. Đấy. Xẻ thì cái cây cẩm hồng mà chiều dài lên tới 7m70 thì rủi ro nó rất là cao, nhưng bên em vẫn quyết tâm để dài để xẻ. Đấy, dài chiều dài. Đấy. Và tấm này là một trong những tấm rất là may mắn được xẻ ra từ cây. Nó rất là dài. Và hiện nay thì đang được dựng phơi rồi, nên là bác nào quan tâm đến tấm số 3 thì hãy nhanh tay liên hệ đến các số hotline trên bài đăng giúp em nhé. Các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên em hỗ trợ và tư vấn báo giá, gọi là giá mềm nhất thị trường cho toàn thể các bác luôn ạ. Ai Tiến xin kính chào các bác nhé.